Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 2, năm 1997. Chúng ta đang ở tại xóm mới trong khóa An cư mùa đông. Hôm nay là bài pháp thoại cuối cùng của khóa An cư mùa đông. Và ngày mai thì chúng ta làm lễ từ tứ để kết thúc khóa tu mùa đông của chúng ta. Thì giờ đi qua như là một mũi tên, và chúng ta đã được sống với nhau suốt trong 3 tháng trời của một khóa an cư. Khóa mùa đông năm nay khởi sự ngày 15 tháng 11 năm 70 năm 96, và ngày mai 14 tháng 2 năm 97 là đúng 3 tháng. Ngày mai chúng ta sẽ làm lễ từ tứ, mỗi xóm làm riêng. Và hôm nay tôi muốn chỉ bày cách thức từ tứ để quý vị làm cho đẹp. Từ tứ nó có nghĩa là cầu xin. Nó có nghĩa là cầu xin được soi sáng. Nó có nghĩa là tùy ý. Tùy ý tức là từ cái lòng mình muốn như vậy. Muốn cầu xin một người khác soi sáng cho mình để mình thấy những cái điểm tích cực và những cái điểm tiêu cực của mình, để mình có thể quán chiếu và hành trì theo cái thấy của mình. Tiếng Phạn là Pravanara. Pravarana, Pravarana. Phiên âm là Bát Hòa La. Bát Hòa La dịch là từ tứ. Buổi sáng ngày từ tứ thì tăng thân tập hợp lại. Các vị khất sĩ tập hợp lại. Các vị sa di tập hợp lại. Các vị tiếp hiện tập hợp lại. Và các vị thọ năm giới tập hợp lại để làm lễ từ tứ. Rồi sau khi dâng hương và lạy bụt đó, thì chúng ta làm lễ làm tác pháp yết ma từ tứ. Và cái lễ này có được cái tính cách hợp pháp của nó. Trước hết là chúng ta làm cái phép bạch nhị, tức là có một cái lời tuyên bố. Chúng ta tuyên bố như thế này: hôm nay là tăng thân họp lại để làm lễ từ tứ. Từ tứ có nghĩa là nói cho cầu xin người khác nói cho mình biết những cái gì người đó thấy, người đó nghe và người đó có nghi ngờ về mình, để mình có thể quán chiếu và tùy theo đó để mà sám hối hoặc là chuyển hóa. Và tăng thân hôm nay tập hợp lại để thực tập chuyện đó. Đó là câu thứ đầu, câu đầu của tác pháp Yết Ma, gọi là lời tác bạch. Xong rồi thì mới tới câu hỏi.
Xin quý vị khắc sĩ lắng tai nghe. Hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 1997, đã được chọn làm cái ngày tự tứ kết thúc khóa tu mùa đông năm nay. Vậy thì theo nguyên tắc là cái buổi học từ tứ này là đúng phép. Nếu quý vị thấy là đúng phép thì xin giữ sự im lặng. Nếu quý vị thấy có những cái trở ngại và có điều gì nghi ngờ thì xin nói ra. Thì sau khi giữ im lặng vài chục giây thì tuyên bố rằng đại chúng thấy rằng không có gì đáng nói, không có sự phản đối, thì chúng ta đi tới để làm lễ từ tứ của sáng hôm nay. Trong truyền thống thì phía các vị nữ khất sĩ có gửi một vị đại diện tới. Thì tác pháp Yết Ma cũng tương tự như là tác pháp Yết Ma của mỗi lễ truyền giới, mỗi lễ tùng giới. Trong cái tác pháp Yết Ma đó có hỏi là có đại diện của các vị nữ khất sĩ tới để cầu giáo giới về vấn đề từ tứ hay không? Thì trả lời là có một vị đại diện cho giáo đoàn nữ khất sĩ tới. Thì tăng thân mới cho phép cái vị đại diện của vị nữ khất sĩ của giáo đoàn nữ khất sĩ đi tới. Rồi vị nữ khất sĩ đó quỳ xuống chắp tay nói rằng là hôm nay là ngày từ tứ. Thì tăng thân nữ khất sĩ chúng con đã cử con là tỳ kheo ni tên là gì đó tới đây để cầu thỉnh giáo giới. Nếu mà giáo đoàn khất sĩ có nghe nói gì về những cái khuyết điểm về tăng thân nữ khất sĩ, có thấy gì về những cái khuyết điểm của tăng thân nữ khất sĩ và có nghi ngờ gì về những cái khuyết điểm, về những cái sự phạm giới, về cái sự hành trì không có chính đáng của tăng thân nữ khất sĩ, thì xin tăng đoàn ở đây từ bi khai thị cho chúng tôi. Nếu mà chúng tôi quán chiếu thấy có khuyết điểm thật thì chúng tôi sẽ theo pháp sám hối và chuyển hóa. Thì thường thường là vị đại diện cho giáo đoàn khất sĩ nói rằng là quý vị trong 3 tháng vừa qua đã tu hành rất tinh tấn, rất đẹp đẽ, chúng ta không có nghe nói cái gì tiêu cực về quý vị hết, chúng tôi không có thấy cái gì tiêu cực về quý vị hết, và chúng tôi không nghi ngờ gì về cái sự thực tập của vị hết. Vì vậy cho nên xin nữ khất sĩ chuyển lời chúng tôi thăm hỏi, cầu chúc và yểm trợ giáo đoàn tăng thân tỳ kheo ni và cứ theo đúng pháp mà làm lễ từ tứ. Và sau đó thì vị đại diện của giáo đoàn tỳ kheo ni lại xông ba lại cảm tạ và đi về. Đó là theo cái truyền thống. Thì theo truyền thống mỗi khi mà giáo đoàn mà tăng thân tỳ kheo ni mà thuyết giới tụng giới thì cũng phải có một đại diện tới thỉnh như vậy.
Nếu mà chúng ta muốn làm theo đúng cái truyền thống thì chúng ta làm như vậy. Tại vì theo thầy thấy thì cái liên hệ giữa giai đoạn giáo giáo đoàn khất sĩ và giáo đoàn nữ khất sĩ là một cái liên hệ anh em, mà em luôn luôn phải nương tựa vào anh. Tại giáo đoàn khất sĩ được sinh ra trước, đóng cái vai trò của người anh, và giáo đoàn của nữ khất sĩ sinh ra sau, đóng vai trò của người em, và người em luôn luôn phải phải nương tựa vào người anh. Thành ra cái bát kinh pháp á, nếu mình hiểu theo cái nghĩa đó thì nó rất là nhẹ nhàng và rất dễ thương. Còn nếu bát kinh pháp mà nghĩ theo cái kiểu nam nữ bình quyền á, thì nó trật lắc hết. Là tại vì trong bát kinh pháp á, là khi mình thấy một vị nam khất sĩ giàu tuổi nhỏ thì các vị nữ khất sĩ cũng phải chắp tay lại chào hỏi cung kính. Dầu là các vị nữ khất sĩ đã lớn, đã thuộc vào hạng chị, hạng cô, hạng dì hay hạng mẹ của vị đó, nhưng mà vẫn chắp tay. Chắp tay như vậy không phải là chắp tay đối với cá nhân của vị khất sĩ đó, mà tại vì vị khất sĩ trẻ đó là đại diện cho giáo đoàn nam khất sĩ. Cũng như khi khi mà chúng ta chào cờ đó, thì cái cờ, cái lá cờ chẳng qua là một miếng vải thôi, nhưng mà kéo lên thì tất cả mọi người phải đứng dậy trang nghiêm, tại vì cái lá cờ đó nó tượng trưng cho cả một cái quốc gia, một cái dân tộc. Thì khi mà cái vị nam khất sĩ trẻ tuổi đó xuất hiện, thì vị nam khất sĩ đó là đại diện cho cái phái đoàn, cho cái giáo đoàn của người khất, của nam khất sĩ. Thành ra các vị nữ khất sĩ với tư cách của người em thì chắp tay lại, chứ không phải là người đó trẻ tuổi đang còn mới bắt đầu tu tập mà đã có thể làm anh mình hay làm thầy mình, không phải như vậy. Và trong những cái trường hợp mà không phải là chính thức, tức là không có formal đó, thì vị khất sĩ trẻ đó cũng có thể được coi như là một người em, một người cháu, một người con đối với một người, một vị nữ khất sĩ lớn có đạo đức. Nó vẫn có tính cách con người ở trong đó, chỉ có trên cái phương diện hình thức á, thì phải có sự cung kính đầy đủ đối với cái vị khất sĩ kia, tại vì khất sĩ kia là đại diện cho giáo đoàn nam khất sĩ. Mà nếu bác kinh pháp hiểu theo nghĩa đó thì mình thấy rất là dễ chịu, rất là dễ thương nữa. Là một người em gái luôn luôn phải dựa vào người anh, cũng như trong cái gia đình của mình á, người vợ luôn luôn phải dựa vào người chồng, tại vì người chồng cũng là một cái loại anh. Và người người em người người em trai cũng phải dựa vào người người anh trai. Và muốn cho cái lễ từ tứ được thành công thì chúng ta phải chuẩn bị trước. Là tại vì trong cái lễ từ tứ thì chúng ta sẽ chỉ định những người nhận từ tứ. Những người nhận từ tứ tức là những người đại diện cho tăng đoàn để đứng ra mà chỉ bảo cho những cái người cầu xin soi sáng. Thì theo cái truyền thống, mỗi lần giáo đoàn chỉ đề cử 3 người thôi, và đề cử bằng cái tác pháp Yết Ma. Mà khi mà 3 người đó do cái tác pháp Yết Ma được đề cử ra rồi á, thì tất cả mọi người trong tăng đoàn đều đều nương vào 3 người đó để cầu xin từ tứ. Mà nếu tăng đoàn đông á, thì làm một pháp tăng già kiết ma thứ hai, đề cử ra thêm 3 người khác là 6 người. Và nếu đông hơn nữa thì làm một cái tác pháp yết ma để bầu ra 3 người khác nữa, tức là có 9 người. Thì tác pháp Yết Ma cũng như vậy đó. Hôm nay xin các đại đức lắng lòng nghe. Hôm nay là ngày tăng thân thực tập từ tứ. Chúng ta phải đề cử ra 3 vị để tiếp nhận sự từ tứ của tăng thân. Thì xin các vị nào nghĩ rằng mình có tư cách nhận tiếp nhận từ tứ
thì cho đại chúng biết. Mà nếu không có ai đưa tay lên thì mình nói chúng tôi nhân danh là Gina, nhân danh là chúng trưởng, xin đề nghị các vị sau đây để đứng ra nhận chịu lễ từ tử của tăng thân. Và lúc đó mình đề nghị ra ba người. Thì những người mà đứng ra nhận chịu từ tứ là phải được chọn lựa trong những người có những cái đức, những cái đức, những cái khả năng. Trước hết á, là người đó không có yêu. Thứ hai là người đó không có ghét. Thì khi mà mình có cái yêu với cái ghét nó nằm ở trong trái tim rồi thì mình không có phải là một người khách quan nữa. Và mình xét đoán một cách chủ quan là không tốt. Một người không có bị vướng mắc vào cái sự yêu và vào cái sự ghét. Tức là không có yêu là một cái điều kiện. Không có ghét là một điều kiện khác. Điều kiện thứ ba là không có rụt rè. Tức là có khả năng nói thẳng. Mình thấy những cái ưu điểm gì của người kia thì mình cứ nói, và mình thấy những khuyết điểm gì của người kia thì mình nói, chứ không có sợ mất lòng. Tại vì chính người kia đang quỳ trước mặt mình để cầu xin soi sáng. Mà nếu mình không có cái can đảm đó, mình có sự rụt rè thì mình không có cái tư cách thứ ba của người nhận từ tứ. Người từ tứ và người nhận từ tứ, người nhận từ tứ phải có ít nhất là 5 đức. Đức thứ nhất là không yêu, đức thứ hai là không ghét, đức thứ ba là không rụt rè. Nguyên tắc thứ tư là có khả năng quán chiếu. Tức là người đó có cái khả năng quan sát, quán chiếu để thấy được những cái điểm tích cực và những điểm tiêu cực của người cầu xin từ tứ. Của người từ tứ. Thứ năm là người đó biết cái nguyên tắc gọi là, ngày xưa gọi là nguyên tắc cứ tội. Tức là nói ra cái lầm lỗi của người kia. Biết cái nguyên tắc nói ra được cái lầm lỗi của người kia. Đây là một cái chủ đề khác. Một cái chủ đề là khi mình nói rằng người kia có cái phạm cái lỗi gì đó, thì người này phải có những cái dự kiến rõ ràng. Phải biết về uy nghi, phải biết về giới luật, phải nắm vững những cái phương pháp dịch tránh, tức là giải quyết những tranh chấp. Và vì vậy cho nên cái người mà được cử ra từ tứ là phải có cái khả năng đó. Nó có nghĩa là không nói lên lời buộc tội là vì yêu, vì ghét hay là vì một cái lý do gì khác, mà là vì chánh pháp. Và mình nên thêm vào là cái người nhận từ tứ đó phải có khả năng sử dụng ái ngữ, nói sự thật nhưng mà phải nói bằng ái ngữ. Thì có thể là để cho ngày mai chúng ta đề cử trong cái ngôn ngữ ngày xưa gọi là tăng sai. Tăng sai tức là tăng thân đề cử, nhưng mà chữ sai ngày xưa dùng, bây giờ nghe chữ sai nghe cũng hay lắm. Chỉ định tăng sai nghĩa là chỉ định bởi tăng thân. Tăng thân sẽ chỉ định 3 người hoặc là 6 người hoặc là 9 người tùy theo cái trường hợp mình muốn làm mau hay là muốn làm chậm. Và sau khi mà làm tác pháp biết ba rồi á, thì chúng ta đề nghị như vậy. Tác pháp Yết Ma từ tứ rồi thì chúng ta làm cái tác pháp đề cử chỉ định người từ tứ, người nhận từ tứ.
ngày mai mình sẽ làm riêng giáo đoàn, giáo đoàn những người xuất gia bên nam làm riêng, những người xuất gia bên nữ làm riêng, và sau lễ tự tử thì mình sẽ tới với nhau để mình ăn mừng, ăn mừng ngày kết thúc khóa tu mùa đông. Cái vị cao niên nhất, cao niên về phương diện tuổi tu và là vị thượng tọa sẽ làm từ tứ trước, tức là vị đó quỳ xuống hoặc là vị đó ngồi cũng được. Và nếu vị đó quỳ xuống thì người nhận từ tứ cũng phải quỳ xuống. Ví dụ ba vị kia, vị thượng tọa quỳ xuống thì ba vị kia cũng quỳ xuống. Và vị thượng tọa nói rằng là: xin bạch các đại đức lắng lòng nghe cho tôi, hôm nay là ngày tăng thân từ tứ, và tôi là khất sĩ chân gì đó cũng xin từ tứ. Vậy thì xin quý vị từ bi quán chiếu thấy rằng trong 3 tháng vừa qua tôi có những cái ưu điểm nào cần được khuyến khích, tôi có những khuyết điểm nào, những lầm lỡ nào cần được chuyển đổi, thì xin quý vị đại đức từ bi chỉ giáo cho chúng tôi. Chúng tôi rất là mong ước được soi sáng. Quý vị thấy cái gì trực tiếp, quý vị nghe cái gì trực tiếp về chúng tôi, thấy cái gì trực tiếp về chúng tôi, và quý vị có cái nghi ngờ gì về cái sự hành trì của chúng tôi, thì xin quý vị từ bi soi sáng cho chúng tôi. Thì thường thường ba vị kia trả lời là không, trong 3 tháng vừa rồi thầy tu hành rất là tinh tấn, tăng thân thương mến rất nhiều, và chúng tôi thấy thầy đạt tới những kết quả rất hay. Chúng tôi xin mừng cho quý vị, theo những cái chúng tôi thấy, chúng tôi nghe thì toàn là chuyện tích cực không thôi, và chúng tôi hoàn toàn không nghi gì hết. Đây là cái trái tim của chúng tôi, thấy sao, nghe sao, nghĩ sao thì nói vậy. Như vậy là vị này lạy tạ. Rồi ba cái vị mà gọi là nhận từ tứ đó thì cũng phải làm từ tứ với nhau. Một vị quỳ trước hai vị kia để xin. Và sau khi ba vị làm từ tứ cho nhau rồi ấy, thì là quý vị quay lại để cho tăng thân lên làm từ tứ. Và cố nhiên là cái người từ tứ quỳ xuống, chắp tay và nói hệt như là vị thượng tọa đó: xin bạch đại đức, hôm nay là ngày chúng tăng từ tứ, hôm nay là ngày chúng tăng từ tứ, tôi là khất sĩ chân pháp vân cũng xin từ tứ. Vậy thì xin đại đức từ bi chỉ giáo cho, có thấy cái gì, có nghe cái gì, có nghi cái gì về cái hành trì của chúng tôi trong vòng 3 tháng qua, xin từ bi chỉ giáo. Nếu mà chúng tôi giác ngộ được và thấy rõ được là mình có những khuyết điểm đó thì sẽ xin sám hối và tu tập để chuyển hóa. Theo nguyên tắc là phải nói 3 lần. Theo truyền thống thì phải nói 3 lần. Nếu có thì giờ thì nói 3 lần thì rất hay. Cũng như là khi chúng ta làm lễ xuất gia, chúng ta đọc cái 3 lần cái câu cạo sạch mái tóc. 3 lần không có dư đâu. Ở ngoài đời họ nói tại sao thì giờ không có mà phải lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Tại vì mỗi lần lặp lại như vậy thì cái sự thành cần ở trong người của mình nó lớn lên. Và cả người nghe, người nhận từ tứ cũng như người từ tứ đều thừa hưởng cả. Và vì vậy cho nên có thể là ba 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 vị nhận từ tứ nó hơi ít. Và nếu mình giàu thì mình nên làm một cái tác pháp Yết Ma thứ hai để mình có tới 6 vị. Và cái cảnh tượng thầy này quỳ trước mặt thầy kia để cầu xin soi sáng là một cảnh tượng rất đẹp, đã có từ 2.500 năm nay. Thì tôi xin đề nghị là các vị tiếp hiền cũng vậy.
các vị tiếp hiền cũng phải làm lễ yết ma tự tử và phải soi sáng cho nhau, và những người thọ năm giới cũng vậy, cũng phải làm tự tử để soi sáng cho nhau, nhất là những vị mà thường trú mà đã được tham dự khóa tu đúng 3 tháng là nên làm tự tử. Vậy thì mình nên làm như thế này trước hết á, là yết ma chỉ định người nhận tự tứ để mà có những người đó sẵn, rồi kế tiếp là đơn bạch yết ma tự tứ. Yết ma chỉ định người nhận tự tứ thì nên dùng phương pháp bạch nhị, còn đơn bạch yết ma tự tứ có thể là đơn bạch tức là chỉ tuyên bố ra là được, còn bạch nhị tức là đưa ra cái đề nghị đó, rồi thì hỏi coi thử là chúng tăng có chấp nhận không thì gọi là bạch nhị, còn cái đưa ra để tuyên bố là đơn bạch là đủ rồi. Trong truyền thống là khi nào mà chỉ có bốn 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 vị khất sĩ thôi thì làm theo phép đối thủ tự tứ, còn chúng ta quá đông thì chúng ta không có dùng danh từ đối thủ tự tứ. Và cái chuyện người một vị khất sĩ quỳ trước một vị khất sĩ khác, tuy cái hình thức là đối thủ nhưng mà kỳ thực nó là tăng già tự tứ, nó là tăng tự tứ. Vậy thì các vị tiếp hiện và các vị thọ năm giới quý báu cũng phải vậy, cũng phải tự tứ, tức là quý vị phải họp lại sau khi dâng hương lễ bụt, quý vị làm tác pháp yết ma tự tứ, rồi quý vị chỉ định ra một vị hoặc là hai vị hoặc là ba vị nhận chịu tự tứ. Xong đó thì ba vị đó tự tứ với nhau, ba vị đó tự tứ với nhau rồi thì xoay lại để cho đại chúng tự tứ, cũng giống như là bên bên các thầy, bên các sư cô. Riêng về phi xuất gia thì các vị sa di cũng có thể lên để tự tứ với các vị khất sĩ. Chúng ta nên biết rằng cái truyền thống tự tứ là một truyền thống rất là hay ở trong đạo Phật, đã có từ 2.500 năm nay. Nhưng mà tại Lăng Mai chúng ta đã khai triển cái phương pháp tự tứ này và chúng ta đã làm hay hơn ở trong truyền thống. Tức là chúng ta không có đợi tới cái người ngày tự tứ chúng ta mới làm công việc soi sáng. Tại cái ngày đó có thể đông quá, và vì vậy cho nên soi sáng nó không có được kỹ lưỡng, và vì vậy cho nên cái ngày tự tử, cái sự soi sáng dầu sao nó cũng có hình thức nhiều hơn là nội dung, nó có tính cách hình thức hơn là nội dung. Các thầy ở tại xóm Thượng vừa mới soi sáng cho hai sư em cái cam, tức là sư chú Pháp Độ và sư chú Pháp Khai. Và tại vì hai sư em sắp được làm lễ thôi nôi rồi, thành ra hai sư em cầu xin được soi sáng. Và vì vậy cho nên các thầy, các sư anh đã họp nhau lại và soi sáng. Và soi sáng mỗi sư em được vào khoảng 17 hay là 18 điểm. Và soi sáng đây không có mặt của các sư em. Trong 17, 18 điểm đó có hơn một nửa là những cái điểm tích cực, những cái điểm đáng được khen ngợi. Và sau đó có chừng một nửa hoặc là ít hơn một nửa những cái điểm mà gọi là chưa giỏi lắm để soi sáng cho sư em. Cái phương pháp này nó đúng với cái phương pháp làm mới của chúng ta, tức là ban đầu phải tưới hoa trước rồi sau đó mới nói những khuyết điểm.
Thì các thầy với các sư anh ở sông Thượng làm việc rất có phương pháp, tức là sau khi đã họp với nhau rồi và đã soi sáng cho hai sư em rồi thì phát cả 18 điểm lên để cho thầy đọc coi thử là nhờ cái tuệ giác của thầy coi thử là có thêm bớt gì nữa không. Thì thầy nói được rồi, à, quý vị có thể đưa cho các sư em. Và theo nguyên tắc là khi mà các sư em tiếp nhận sự soi sáng đó là phải quỳ xuống và lạy ba lạy. Thì theo cái truyền thống của làng Mai là chúng ta phải soi sáng cho nhau trong suốt năm, chứ không phải là đợi tới cái ngày tự tứ thì mới soi sáng. Thì các cây cam sắp đến ngày thôi nôi xin được soi sáng. Các sư em trước ngày thọ giới lớn cầu xin tăng thân soi sáng. Rồi những cây bưởi, những cây chanh, những cây khế, những con cá, tất cả mọi người đều cần được sự soi sáng hết. Và đôi khi sự soi sáng đó được làm do sự yêu cầu của chúng trưởng, do sự yêu cầu của thầy trụ trì, do sự yêu cầu của vị giáo thọ, hay là do chính các đương sự xin được soi sáng là đẹp nhất. Và cái thực tập này chúng ta làm suốt năm rất là đẹp. Và chúng ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ chia sẻ cái phương pháp soi sáng này cho các thiền viện khác ở trên thế giới và ở quê nhà. Và ngày mai chúng ta làm lễ tự tứ cũng là một hình thức soi sáng. Nhưng mà tại vì dồn hết vào để làm một ngày thì nó sẽ có tính cách hình thức nhiều hơn là nội dung. Nhưng mà nhờ có cái sự thực tập đó mà cái phương pháp tự tứ, phương pháp soi sáng đã được truyền lại sau 2.500 năm, và do đó chúng ta mới triển khai ra được làm thành cái phương pháp soi sáng trong năm của chúng ta. Cố nhiên là khi các thầy, khi các sư anh học lại với nhau là cũng phải ngồi trong cái tư thế rất là thoải mái, phải bỏ cái yêu, cái ghét, cái rụt rè ra thì mới có thể soi sáng cho em mình được. Anh có một lần thầy Vô Ngại ngồi ở trong cái giới các thầy và các sư em mà không chịu soi sáng, cái đó là không có đúng. Thầy Vô Ngại không có muốn nói cái khuyết điểm của người, nhưng mà đây không phải là nói xấu người ta, đây không phải là buộc tội người ta, đây là mình làm bổn phận của một người anh, của một người thầy để soi sáng cho em mình. Và mình có bổn phận phải mở miệng ra, mình phải nói sự thật trong trái tim mình, miễn là mình nói trên cái năm cái đức căn bản của mình là không yêu, không ghét, không có rụt rè, không có ngại ngùng, mình biết quán chiếu, mình biết sử dụng ái ngữ, mình biết cái phương pháp cử tọa, thì là mình có bổn phận phải làm như vậy. Chứ mình không có thể trốn tránh cái nhiệm vụ làm anh của mình được, mình không có trốn tránh cái nhiệm vụ làm thầy của mình được, tại vì trong con người của mình có một người anh, có một người thầy. Và người nào cũng phải thực tập để có năm cái đức đó, sáu cái đức đó để mà làm cái ngọn đèn soi sáng cho em mình, cho con mình, cho học trò của mình. Vì vậy cho nên sáng mai chúng ta dậy sớm, và thay vì công phu thiền tọa thì chúng ta làm lễ tự tứ ở xóm của chúng ta. Có thể là tất cả các vị chấp hiền và cư sĩ nên tập họp tại một xóm là xóm Hạ để làm tự tứ. Còn các vị Tỳ Khưu Ni và Sa Di Ni, Thích Sa Ma Na thì làm tự tứ ở xóm mới. Còn các vị Tỳ Khưu và Sa Di thì làm tự tứ ở xóm Thượng. Có một điều đáng tiếc là các vị cư sĩ mà không thấy cái cảnh tượng các thầy quỳ trước nhau mà cầu soi sáng, tại vì thấy được cái cảnh tượng đó nó rất cảm động, mình có thể chảy nước mắt và khi mà có sự thành khẩn. Cái cảnh tượng mà các thầy thầy này quỳ trước thầy kia để cầu xin soi sáng, cảnh tượng rất là đẹp, rất là thành khẩn, và lặp lại cái lời thỉnh cầu mình tới 3 lần. Thì bên các vị tiếp hiện, các vị thọ năm giới cũng phải thực tập như vậy.
người nào mà chưa tới tới cái lượt mình tự tử thì cũng có thể ghi ghi hình lại để cho các bạn không có dịp tham dự thấy được, cũng hay lắm. Rồi tôi xin nhắc lại cái công thức tự tử. Xin bạch xin xin bạch đại đức, hôm nay là ngày tất cả mọi người trong tăng thân tự tử, thì tôi là tỳ khưu pháp danh là gì cũng xin tự tử. Vậy thì đại đức xin từ bi chỉ giáo cho tôi biết là trong 3 tháng an cư mùa đông vừa qua, đại đức có thấy gì, có nghe gì và có nghi gì về sự hành trì, về những cái lỗi lầm, về những khuyết điểm của tôi, thì xin đại đức chỉ giáo. Sau khi quan sát, nếu nhận thấy rõ ràng đó là cái lỗi lầm, khuyết điểm, thì tôi xin phát nguyện sám hối và tu tập để chuyển hóa. Nó có một cái câu rất rõ ràng là sau khi quán chiếu mà thấy rằng đó quả thật là một cái khuyết điểm, một cái lỗi lầm, có nghĩa là mình cũng dùng cái sự quán chiếu của mình, chứ không phải là người kia nói mình có lỗi là tự động mình có lỗi. Không phải như vậy. Nó rất là hay. Nó chứng tỏ rằng mình tin vào cái khả năng của mình nữa. Mình cầu xin sự soi sáng, nhưng mà mình cũng tin vào cái khả năng tự trở về để quán chiếu cái tình trạng của mình nữa. Ở buổi chiều thì có cái lễ thôi nôi của năm cây cam. Và đó là một cơ hội rất tốt để cho tăng thân ba xóm tụ họp lại để ăn mừng cái ngày tự tứ của chúng ta. Tại vì cái đó là ngày vui của năm cây cam, nhưng mà cũng là ngày vui của tất cả tăng thân. Thì chúng ta sẽ phối hợp cái lễ thôi nôi của năm cây cam với là cái lễ ăn mừng hoàn mãn cái khóa tu mùa đông của chúng ta. Và nếu đại chúng thấy thích hợp thì chúng ta có thể ăn cơm chung chiều ngày mai. Và muốn như vậy thì là thông thường phải chuẩn bị làm thế nào để cho ngày chủ nhật cái việc nấu ăn bữa trưa đó nó nhẹ nhàng bớt. Thôi nôi ngày thứ mấy? Thầy xin lỗi, không phải là ngày mai, thầy nói ngày thứ bảy chứ không phải ngày thứ sáu. Ngày mai là chưa chưa từ từ à, mai 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 là thứ sáu, mai là 14, đúng rồi. Thành ra ngày thôi nôi là ngày bảy. Thì tại có chủ nhật là có ngày quán niệm như thường thường nhật, nhưng mà như vậy thì sáng ngày mai chúng ta làm lễ tự tử, và chúng ta nên tập họp lại buổi chiều để ăn mừng ba xóm, ăn mừng với nhau, không phải là trong cái dịp thôi nôi. Thầy cứ nghĩ rằng ngày mai là ngày thôi nôi, nhưng mà ngày mốt mới là ngày thôi nôi. Thầy xin lỗi. Vậy thì ngày mai quý vị hãy tổ chức cho thật vui, tại vì ngày đó là ngày tự tứ của chúng ta. Buổi sáng chúng ta làm lễ tự tứ, rồi buổi chiều chúng ta tập họp lại ba xóm để ăn mừng cái ngày hoàn mãn khóa tu của chúng ta. Như vậy là cái thời gian của chúng ta sẽ rộng rãi hơn, chúng ta sẽ vui hơn. Tôi xin đề nghị bắt đầu sau khóa tu mùa mùa đông, chúng ta sẽ thêm vào nửa giờ thực tập và xoa bóp mỗi ngày. Điều này chúng ta cần phải pháp đàm, là tại vì cái phương pháp An Ma là một phương pháp rất hay, nó làm cho chúng ta có sức khỏe nhiều hơn.
Quý vị đã nghe cái bài pháp thoại về vấn đề lưu thông của máu huyết và lưu thông của tâm lý, tâm ý đó. Thì chúng ta biết rằng mỗi giờ, mỗi ngày chúng ta nên có nửa giờ để làm chuyện xoa bóp cơ thể. Tại vì xoa bóp cơ thể nó cho chúng ta nhiều sức khỏe, nó làm cho chúng ta sống lâu và chúng ta khỏi phải dùng thuốc men nhiều. À, thầy đã quán chiếu về cái vụ này hơn cả năm rồi, nhưng mà cách đây có mấy hôm thì nó có một cái yếu tố nó làm cho thầy quyết tâm hơn nữa. Đó là sư chị Minh Tánh bị bệnh và uống thuốc trụ sinh. Bác sĩ cho uống thuốc trụ sinh nhưng mà hình như là cái sự lưu thông máu huyết không có tốt, vì vậy cho nên máu không có đem trụ sinh vào tới ở trong thận. Và vì vậy cho nên khi mà thầy nghe như vậy thì thầy đề nghị là sư chị phải dùng cái phương pháp xoa bóp để cho máu nó lưu thông và nó có thể đem trụ sinh tới những cái chỗ mà nó khó tới. Thì hiện bây giờ sư chị đang điều trị và thấy cái tình trạng càng ngày càng càng tốt, càng thuyên giảm. Thì sư chị mới nói là hèn gì mà sư bà sống rất lâu, sư bà sống tới chín mươi mấy, năm nay chín mươi mấy tuổi rồi, là tại vì ngày nào sư bà cũng có một một vị sayini làm massage cho sư bà hết. Thì thầy mới nghĩ rằng là cái vấn đề thực tập và xoa bóp có chánh niệm nó có thể là một phần của sự thực tập của chúng ta. Tùy theo đại chúng trong pháp đàm mà quyết định như thế nào, nhưng mà thầy nghĩ là có thể là sau buổi thiền tọa tối thì chúng ta thêm vào nửa giờ để chúng ta làm massage, và chúng ta mỗi người nào cũng phải học cả để có thể làm massage cho người bạn tu của mình. Người nào không có muốn người khác làm cho mình thì có thể tự làm cho mình. Chúng ta phải xoa bóp cái đầu của chúng ta. Mỗi khi mà thầy làm việc trí óc hơi nhiều thì xoa bóp đầu nó giúp cho thầy rất nhiều. Mà nếu không có làm việc trí óc nhiều mà nếu xoa xoa bóp cái đầu cho máu nó chảy thì nó cũng khỏe lắm. Và khi mà những cái mạch máu li ti ở trên đầu của mình mà máu huyết lưu thông thì mình bị nhức đầu. Vì vậy cho nên xoa bóp cái đầu là một cái chuyện mình có thể làm mỗi ngày. Rồi cái vai, hai vai và lưng và tay chân. Thì chúng ta phải tập hợp lại tất cả những cái người giỏi nhất về xoa bóp, gọi là những tay tổ về cái nghề nghề xoa bóp ở trong đại chúng, để chúng ta học cái cách xoa bóp như thế nào mà nó có thể đưa lại một cái sự an lạc lập tức sau nửa giờ thực tập. Chúng ta nên xoa bóp cho nhau trong một lần, người nào người này xoa cái đầu người kia, rồi đằng sau lưng mình có một người xoa cái đầu cho mình, gọi là ăn sen rồi đó, một lần. Hoặc là chúng ta để hoàn toàn cho một người xoa bóp chúng ta trong 15 phút, rồi chúng ta ngồi dậy rồi chúng ta xoa bóp lại cho người kia 15 phút. Điều đó hoàn toàn là do đại chúng quyết định. Nhưng mà nếu mà chúng ta để như vậy thì chỉ có được 15 phút thôi. Còn nếu chúng ta tự xoa bóp lấy trong cái khung cảnh mà tất cả mọi người đều làm thì chúng ta sẽ không có lười biếng. Tất cả chúng ta ai cũng biết rằng xoa bóp là rất tốt. Nhưng mà mấy ai đã tự làm được mỗi ngày. Do đó cho nên chúng ta phải có một cái giờ giấc gọi là chính thức, official, để mà làm chuyện đó. Và nếu đại chúng thấy rằng sau buổi ngồi thiền tối không tiện thì là sẽ dùng cái thời gian khác, ví dụ như là trước buổi ngồi thiền sáng hoặc là sau buổi ngồi thiền sáng. Nhưng mà có nhiều vị nói rằng là sau buổi ngồi thiền tối thì không còn việc gì làm nữa, thành ra mình có thể kéo dài 5-3 phút cũng không sao.
thì chúng ta phải tập hợp tất cả những người mà giỏi về cái nghệ thuật án mạng, và chúng ta nên bàn luận như thế nào để trong nửa giờ tất cả cơ thể chúng ta từ đầu tới tới gót chân là đều được xoa bóp hết. Những tuần lễ vừa rồi đó thầy được xoa bóp khá đều mỗi ngày, thành ra thầy thấy sức khỏe của thầy tình trạng nó tăng tiến rất là dễ chịu. Và mỗi ngày thầy đều tự mình xoa bóp cái bụng hết. Và cái tình trạng của cái bụng của thầy càng ngày càng tốt lên nhờ sự xoa bóp. Mỗi ngày thầy xoa bóp cái bụng của thầy riêng là nửa giờ. Vậy thì xin đại chúng ghi để tổ chức pháp đàm về chuyện này, và chúng ta có thể bắt đầu thực tập được trong vòng một vài hôm nữa, hoặc là nếu muốn thì ngay chiều hôm nay. Về những cái bài viết về hạnh phúc thì nếu quý vị có thể tiếp tục được thì cứ viết thơ cho thầy về những cái hạnh phúc của mình, tại vì chúng ta sẽ làm một một văn tập để kỷ niệm ăn mừng 15 năm của Làng Mai. Và tất cả những cái bài mà đã viết bằng tiếng Việt đăng trong lá thư Làng Mai số 20 sẽ được dịch ra tiếng Anh. Và nếu quý vị muốn viết thêm thì cứ tiếp tục viết. Tại vì độc giả khắp nơi đã điện thoại, đã viết thư về và nói rằng họ rất thích những cái bài đó. Họ rất thích, một phần là tại vì mình viết không với mục đích là để in, viết để cho thầy đọc thôi. Vì vậy cho nên rất là tự nhiên và rất là thật. Thì thầy nghĩ rằng là chúng ta thật ở chỗ rằng là chúng ta biết rất rõ là nếu không có đi ngang qua khổ đau thì chúng ta không có thể có hạnh phúc. Vì vậy cho nên trong cái bài viết của chúng ta có nói đến những khuyết điểm, những khổ đau, và vì vậy cho nên cái hạnh phúc nó trở thành ra một cái hạnh phúc rất thật. Tại vì nếu không khổ đau thì thực sự cái hạnh phúc nó không phải là hạnh phúc chân thật. Và cái nguyên tắc chuyển rác thành hoa là nguyên tắc rất là quan trọng. Và khi mà chúng ta đọc những cái hạnh phúc của các sư anh sư chị viết á, mà chúng ta có cái tự giác về tương tức giữa rác và hoa thì chúng ta mới hiểu được rất rõ. Ví dụ như là cô Thục Nghiêm á, cô Thục Nghiêm cô có viết một câu rất là đơn giản mà có lẽ quý vị ít người để ý tới. Cô viết rằng I find great happiness in not having any money. Con thấy rất hạnh phúc khi con biết là con không có đồng quẻn nào ở trong túi. Thì đọc cái câu đó thầy rất là cảm động, thầy rất là hãnh diện, thầy rất là mừng. Và tại vì có nhiều người cứ nghĩ rằng phải có tiền đầy ở trong túi thì mới có hạnh phúc được, trong khi này cái sư cô này cô lại nói ngược lại, tại vì tôi không có đồng quẻn nào trong túi cho nên tôi rất có hạnh phúc. Và làm sao mình thấy được cái sự thật của cái câu này là tại vì cô Thích Nghiêm trước khi đi tu là cô đã trải qua những cái thời gian có rất nhiều tiền, và có khi có một người ốm đau thân với cô cho một lần 50.000 đô la để người đó chữa bệnh. Và đến khi mà cô đi tu thì cô phải phải cho hết. Mà cái nguyên tắc ở Làng Mai là khi đi tu mình phải cho hết của cải của mình, nhưng mà không có được cho Làng Mai, phải cho chỗ khác. Và cái câu này của cô Thục Nghiêm nó chứng tỏ rằng là cái hạnh phúc chân thật của cô là do ở cái chỗ là không có tiền, tại vì cô đã từng có tiền. Mà cô nói câu này thì mình mới tin cô. Còn mình chưa bao giờ có tiền cả, mình nói câu này thì chắc là khó có ai tin mình. Và khi mà thầy đọc câu này của cô là thầy thấy rất rõ là đây là một cái lời nói thiệt, mà cái này nó làm cho thầy rất hạnh phúc.
khi mình sống ở ngoài đời, mình có thể có đồng ra đồng vào rất nhiều, rồi mỗi tháng mình dư sức để mình trả tiền điện, tiền nhà, tiền telephone. Nhưng mà dầu mình có tiền đi nữa thì mỗi khi những cái bill nó tới, mình cũng mệt lắm. Thì tại làng mai chúng ta cũng phải trả tiền điện, tiền telephone, tiền nước, nhưng mà chúng ta làm những chuyện đó mà chúng ta không có rầu gì hết, tại chúng ta làm cái đó cho tăng thân, chúng ta làm với tình thương. Ở tại làng mai chúng ta cũng phải ký sách để trả tiền điện, để trả tiền nước, để trả tiền telephone, nhưng mà chúng ta không có đau khổ, là tại vì chúng ta làm cái công việc đó là làm cho tăng thân, làm bằng tình thương. Và nó cũng công việc đó mà làm tại đây thì có hạnh phúc, mà làm ở ngoài kia thì không có hạnh phúc. Và cũng như là thầy Kim Bila đó, khi mà làm thầy làm thống đốc cái vùng của thầy đó, governor của cái vùng của thầy đó, thì thầy có rất nhiều người lính canh gác cho thầy, có rất nhiều tiền bạc, mà thầy không có hạnh phúc. Mà đến khi thầy xuất gia, buông bỏ hết á, mà ngủ ở trong rừng, ngồi dưới gốc cây mà thấy rất là hạnh phúc, thì cái cô Thục Nghiêm của mình đó, cũng có cảm tưởng tương tự, là thọc tay vào trong túi thân thấy đồng nào cả, thấy sướng quá đi. Và đây là một cái sự thật nói ra, không phải là một cái sự trang điểm bên ngoài. I find great happiness in not having any money. Là chúng ta phải viết được những câu như vậy, chúng ta phải đọc và phải hiểu được những câu như vậy. Có những câu làm cho thầy có hạnh phúc nhiều lắm. Ví dụ như là chú Pháp Hiền. Chú Pháp Hiền chú nói là "To see Sư Cô Hà Nghiêm sparkling eyes is happiness." Thấy con mắt sáng trưng của cô Hà Nghiêm thì là mình hạnh phúc lắm. Nhưng mà phải hiểu câu đó một cách rất sâu sắc mới được. "To see Sư Cô Hà Nghiêm sparkling eyes, they have become so much brighter and more clear since we have ordained. It gives me faith and energy that we have chosen the right path." Nó có nghĩa là thấy con mắt long lanh sáng của cô Hà Nghiêm thì con rất có hạnh phúc. Từ ngày đi xuất gia thì con mắt của cô sáng hơn nữa. Cái điều này nó làm cho con có thêm niềm tin và năng lượng, là chúng con đã tìm ra được con đường sáng, con đường đẹp của người xuất gia. Viết câu đó thì sư chú có hạnh phúc, mà sư cô Hà Nghiêm có hạnh phúc, thầy có hạnh phúc, mà tăng thân cũng có hạnh phúc. Đó là thiệt. Sư cô Bảo Nghiêm nói về cái chuyện làm vườn. Sư cô Bảo Nghiêm nói rằng là ở trong vườn thì có nhiều người, mỗi người làm cách khác nhau. Người thì nhổ cỏ, người thì lặt rau, mỗi người làm cái cách rất là khác nhau. Nhưng mà người nào cũng biết cái cách làm thế nào để cho vừa làm vừa thoải mái. Và cô cũng có cách của cô, và cô không có bắt những người khác làm theo cách của cô. Cô để cho người ta làm theo cách của người ta. Đó là cái bí quyết. Rồi đến khi mà cô vô rửa tay thì cô thấy ở trong bếp có hai sư em đang nấu cơm, rất im lặng, rất chánh niệm. Đó là sư em Giải Nghiêm và sư em Hỷ Nghiêm. Và khi thấy hai sư em làm việc im lặng, chánh niệm như vậy thì trong trái tim của cô rất là sung sướng. Mà khi đọc câu này thầy cũng sung sướng, và thầy cũng rất là mừng thấy sư chị thấy được cái giá trị đó của hai sư em. Giới Nghiêm thì nói như thế này: hạnh phúc là khi khi mấy chị em con được ngồi ăn sáng chung với nhau, được ngồi ăn trưa chung với nhau, rồi được ngồi ăn tối chung với nhau. Rất là đơn giản, chỉ cần ngồi đó với các chị em mà ăn cơm thôi, cái đó cũng là đủ hạnh phúc rồi. Nó đơn sơ, cách đơn sơ một cách gì lạ. Cũng có một vị khác nói rằng là con thức dậy thì con tự nhiên có hạnh phúc, tại vì con thấy tăng thân còn đó, mình sẽ được đi thiền hành với nhau, mình sẽ được còn được ngồi thiền với nhau, mình sẽ được ăn cơm với nhau,
mình sẽ được pháp đàm với nhau. Đó là cái hạnh phúc khi thấy rằng mình có cái tăng thân. Hỡi ai là những người không có tăng thân, phải nên nghe cái câu này. Tại vì có một tăng thân là có hạnh phúc. Là mình biết rằng trưa nay mình lại được ngồi ăn cơm với tăng thân, chiều nay mình lại được ngồi pháp đàm với tăng thân, sáng mai mình có thể thức dậy cùng với tăng thân để mà nghe chuông, để đi ngồi thiền. Những cái hạnh phúc rất là đơn sơ. Sư chú thiền, sư chú pháp pháp hội, hạnh phúc là được các thầy và các sư anh chỉ cho, chỉ dạy cho. Tại vì mới tu mình chưa biết nhiều, được các thầy các sư anh chỉ dạy cho, này em đóng cái cửa thì phải đóng như thế nào. Tại vì mình đã 20 mấy tuổi rồi, gần 30 tuổi rồi mà chưa biết đóng cửa, phải đợi phải đợi vào chùa, đợi gặp tăng thân, rồi các thầy các sư anh mới dạy cho mình thế nào là đóng cửa. Trong khi đóng cửa phải thở như thế nào, phải cầm cái chốt cửa phải vặn như thế nào, đóng cái cửa như thế nào mà trong lòng mình có hạnh phúc, có an bình, và tăng thân nhìn mình, tăng thân cũng có hạnh phúc, cũng có an bình. Thầy nhớ hồi thầy còn làm chú tiểu là có một hôm thầy đóng cái cửa không có đẹp, và sư ông gọi lại, này con. Rồi mình phải đi từ tốn trước mặt sư ông, mình chắp tay, mình lắng nghe sư ông mới nói, bây giờ con đi ra trở lại và con đóng cái cửa trở lại. Và kỳ này mình biết là mình phải đóng cửa như thế nào. Và sư ông chỉ cần dạy một lần thôi, là từ đó về sau thầy biết cách đóng cửa. Và khi mà thầy gặp nhà tu Thomas Merton Trappist, thì ông có viết một bài, ông có nói trong pháp thoại của ông cho các cha ở trong tu viện, là nhìn cái cách thầy Nhất Hạnh đóng cái cửa thì mình biết đó là một ông thầy tu chính hiệu con nai rồi. Vì vậy cho nên sư em pháp hội á, nói cái này là rất đúng. Hạnh phúc là khi được các thầy các sư anh chỉ cho mình làm thế nào để đóng cửa cho đúng cách. Là tại vì mình sống mà không có ai soi sáng, không có ai chỉ bảo, ai thương yêu là không có hạnh phúc. Và có thể là 10 mấy năm, 20 năm vừa rồi không có ai chỉ bảo cho mình đóng cửa như thế nào mà cho có hạnh phúc. Rồi sư em cũng có nói, cũng có viết một câu rất là đơn giản. Hạnh phúc, hạnh phúc của con như con đã thấy thật là giản dị. Đó là những bữa ăn giống như trưa hôm nay được ngồi với đại chúng, những bữa ăn thong thả, im lặng, ăn mà không phải lo nghĩ đến việc phải làm sau khi ăn. Ở ngoài đời họ ăn nhưng mà họ đâu có được ăn, họ ăn nhưng mà họ phải nghĩ tới những cái nó sau bữa ăn. Và ở đây mình học được cái nghệ thuật ăn, chỉ ăn mà thôi. When you eat, just eat. Khi ăn thì mình chỉ ăn, khi ngồi mình chỉ ngồi, khi các nhà mình chỉ các nhà, mà nổi cái chuyện làm được như vậy thôi là đã có hạnh phúc. Sư em Hiện Nghiêm nói rằng trong cái khóa mùa thu và mùa hè, được ở nơi cái lều trên sông Thường để làm một trong ba thị giả của thầy, thì có những bữa sáng thức dậy một cái thì thấy liền ngôi sao mai và thấy vũ trụ nó đã thức trước mình từ lâu và tất cả đều đang đợi mình thức dậy, và tự nhiên năng lượng nó lên rất nhiều. Và có nhiều khi thức dậy nhìn sang bên cốc ngồi yên thì đã thấy thầy ngồi thiền hướng về phía mặt trời phương đông, lúc đó mặt trời chưa lên. Và khi thầy thấy thầy ngồi như vậy thì thấy được cái sự vững chãi, cái sự an bình nó tỏa ra từ thầy. Và chỉ nhìn như vậy thôi, trong người đã có hạnh phúc. Rồi từ đó về sau, mỗi khi sư em ngồi mà nhớ được cái hình ảnh đó thì tự nhiên sư em ngồi thẳng lên,
để lấy cái thế vững chãi của nước tu gì, và chỉ nói cái chuyện ngồi thẳng lên, nhớ cái hình ảnh của thầy rồi ngồi thẳng lên như vậy, tự nhiên cái an lạc, cái hạnh phúc nó trào dâng, không cần phải tu gì nhiều hết, chỉ cần nhớ lại một hình ảnh. Thì thầy nhớ rằng hồi đó sư chị Hoa Nghiêm cũng có vấn đề gì ở trong tâm, nó không có được an lắm. Thì buổi sáng ra tìm thầy, ra tìm thầy nhưng mà không được gặp thầy, tại vì lúc đó thầy đang ngồi thiền. Nhưng mà tại vì thầy ngồi thiền nơi cái góc cốc ngồi yên của thầy, cho nên đi ở ngoài thì có thể thấy được mà không có gõ cửa làm rộn thầy. Nhưng mà sau đó sư chị có bạch với thầy là con lên, con tính thưa chuyện với thầy để cho cái tâm hồn con yên. Nhưng mà con thấy thầy ngồi như vậy thì tự nhiên cái tâm con yên 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 liền. Con thấy không có cần gặp thầy nữa. Thành ra đâu phải mình phải cần phải thuyết pháp, mình phải khuyên nhủ. Chính cái cách mình đi, mình đứng, mình ăn, mình làm việc đã có thể giúp em mình, đã có thể giúp anh mình, để có thể giúp chị mình rồi. Và vì vậy cho nên ở xóm thượng cũng như ở xóm hạ cũng như ở xóm mới, chúng ta nên biết phải học đóng cái vai trò làm anh của mình, làm chị của mình, làm em của mình, học cái vai trò giáo thọ của mình. Tại vì tất cả những cái hình ảnh nào về mình, những cái âm thanh nào phát ra từ mình có thể là niềm tin cho những người ở trong chúng. Nhà sư chị Thoại Nghiêm viết một câu mà cũng được mà cái ý cũng được nói tới bởi nhiều sư anh sư chị khác, là con hạnh phúc là tại vì chúng con có những pháp môn để mà thực tập, mà không muốn áp dụng thì thôi, nhưng mà đem ra áp dụng thì thế nào cũng có kết quả. Đây là cái vốn liếng, đây là cái vốn liếng thầy thầy trao, đây là cái quý nhất mà thầy có trao, thầy có thể trao. Thì những pháp môn đó quý vị để trong túi áo. Quý vị biết rằng nếu không thực tập thì thôi, nhưng mà nếu đem ra thực tập thế nào cũng có kết quả. Điều đó làm cho thầy rất sung sướng. Nếu không đi thiền hành thì thôi, nhưng mà đi thiền hành 20 phút là thế nào cũng lấy lại năng lượng. Sư em Tường Nghiêm rất trẻ cũng vừa viết cho thầy một cái thơ, nói là bây giờ con dùng một cái sổ tay và cái viết chì, mỗi khi mà con thất niệm, mà con biết là con thất niệm trở về với hơi thở, thì con lấy ra con đánh một cái dấu và con tiếp tục thở và con cũng tiếp tục làm việc. Rồi có thể là con bị thất niệm khác, nhưng mà khi mà con nhớ thì là con trở về hơi thở, con mỉm cười rồi con lấy ra con đánh một cái dấu khác. Thành ra buổi sáng con có thể đánh 30-40 dấu, 50-60 dấu, buổi chiều có thể đánh hàng trăm dấu. Có những buổi sáng mà những cái vòng niệm nó nhiều hơn, nhưng mà đến trưa nhờ cái sự thực tập đó mà sự trở về càng càng lúc càng nhiều. Cho đến những ngày gần đây thì là ít nhất mỗi ngày ít nhất là 100-110 cái dấu. Còn khá nhất là còn đánh 240 dấu trong trong ngày. Và những cái tuần gần đây thì con thực tập tịnh khấu mỗi tuần một lần vào ngày làm biếng. Ban đầu con thấy hình như nó giảm hạnh phúc, tại vì có những lúc vui quá mà mình không có nói được cái niềm vui của mình, thành ra sự tiếu ta tiếu tít giữa chị em nó mất bớt. Nhưng mà sau lại thì con thấy cái hạnh phúc nó tăng 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 lớn lên. Thì trong khi tịnh khẩu như vậy, ban đầu thì con phải cố gắng con chịu đựng để đừng có nói những điều mà mình muốn nói, nhưng mà nhờ như vậy mà con thấy được các sư chị của con rõ ràng hơn. Con thấy được các sư chị của con rất là dễ thương, người nào cũng cũng lo lo làm việc để phục vụ tăng thân một cách hết lòng, và cho đến
một hoặc hai sư chị mà con thấy hơi khó tính, mà những cái ngày đó con cũng ôm lấy được và con cũng thương giống hệt như các sư chị khác. Và như vậy cái hạnh phúc của con trong những cái ngày, trong những cái ngày ngày tịnh khẩu rất là lớn. Cái câu này của sư chị Định Nghiêm cũng làm cho thầy rất có hạnh phúc. Con rất an tâm mỗi khi nghĩ đến cuộc đời và hướng đi của con và của đạo Bụt. Câu này thầy thích lắm là tại vì sao? Tại vì nó chứng tỏ có một cái sự vững chãi, một cái stability trên con đường đi của mình có một niềm tin vững chãi ở nơi cái cuộc sống xuất gia của mình. Con rất an tâm mỗi khi con nghĩ đến cuộc đời của con, về hướng đi của con và của đạo Bụt. Nếu mình không có cái niềm tin đó, có sự vững chãi đó thì làm sao có hạnh phúc? Mà cái hạnh phúc của mình nó được dựa trên cái niềm tin đó, cái sự vững chãi đó, và nó lan tới những người xung quanh. Rồi cô Định Nghiêm lại viết thêm: con rất sung sướng mỗi khi được mặc áo Nhật Bình và được đắp y lên, rất là hãnh diện, rất là sung sướng được là một người xuất gia. Mặc áo Nhật Bình là biết là mình được mặc áo Nhật Bình, và đắp một cái y lên là biết là mình đắp một cái y lên. Và con biết rằng và tin chắc rằng trong những đời sau con cũng sẽ làm sư cô mà thôi. Nói như vậy nó chứng tỏ rằng là trong cái đời này mình làm sư cô mình có hạnh phúc, vì vậy cho nên mình muốn tiếp tục sau này để làm sư cô, không có muốn làm sư thầy, không muốn làm hòa thượng gì hết. Và những cái hạnh phúc này mình nhìn vào thì mình thấy rằng nó cũng được làm bằng bởi những cái chất liệu, những cái chất liệu ngày xưa. Có thể là có những lúc mình không có được cái hướng đi như vậy, mình không có được cái sự an bình vững chãi như vậy, cho nên bây giờ mình có đó thì mình rất có hạnh phúc. Thành ra xin quý vị nếu mà có những cái thấy, những cái hình ảnh về khổ đau hạnh phúc tiếp tục thì cứ viết cho thầy. Tại Làng Mai chúng ta có những cái phương pháp rất dễ, rất mầu nhiệm mà có thể đem lại cái sự chuyển hóa cái hạnh phúc trong chớp nhoáng, và chúng ta phải biết. Nguyên nói về cái sự thực tập của Làng Mai. Có cái pháp môn mình gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ tức là giác ngộ tức thời, không có phải chờ lâu. Giống như là mì ăn liền đó. Instant noodle, muốn ăn là có ăn liền. Có những cái giác ngộ mà nếu muốn thì chúng ta giác ngộ liền. Mà giác ngộ liền thì có hạnh phúc liền lập tức, có giải thoát liền lập tức. Mà những cái phương pháp đó có tại Làng Mai, có ở trong túi quý vị đã trao rồi. Có thể là nó hơi rét, rỉ sét một chút, không có xài. Nhưng mà những cái phương pháp đó đã trao truyền. Ví dụ như cái phương pháp tiếp xúc với bản môn khi mình giận. Quý vị không biết có thuộc cái bài đó hay không, nhưng mà trên thế giới bây giờ có những người đang thực tập giận nhau trong bản môn, giận nhau trong tích môn. Nhắm mắt nhìn mai sau, trong 300 năm nữa em đâu và tôi đâu. Theo cái phương pháp này là mình khi giận mình phải tiếp xúc được với thời gian vô cùng và không gian vô tận. Khi mình giận người đó thì mình nhắm mắt lại và mình quán chiếu, mình thấy mình và người đó trong vòng 300 năm nữa thì mình sẽ như thế nào, mà người đó như thế nào. Thì mình chỉ cần thở ra, thở vào một hơi, thở ra một hơi, rồi mình thấy được mình và người đó trong vòng 300 năm nữa thì tự nhiên cơn giận nó hết. Và cái điều duy nhất mà mình muốn làm trong đó là ôm người đó vào trong lòng. Tại cái sự có mặt của người đó rất là quý giá. Giận nhau trong bản môn, nhắm mắt nhìn mai sau, trong 300 năm nữa em đâu và tôi đâu.
ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Quý vị có thuộc cái bài đó. Khi mà ngồi thiền thì quý vị không có trông chờ, có hai bài tất cả. Cái bài thứ nhất là ngồi thiền trong tịch môn, nơi nào không thành đạo, sinh tử trải bao lần, giờ phút này độc đạo. Anh ngồi để làm cái gì vậy ha? Anh đang mài một cái miếng gạch, hay là anh đang làm một vị giác ngộ? Anh đang tiếp xúc với sự sống mầu nhiệm, và ngồi đó đã là một phép lạ. Khi mà ngồi thiền thì mình thấy rằng cái chỗ mình ngồi, cái chỗ bây giờ đây là cái chỗ có thể thành đạo được. Và chính cái giây phút hiện tại này là cái giây phút nó chứa đựng sự giác ngộ, sự giải thoát. Và nếu mình muốn thì mình có thể ngồi như là một vị Bụt ngay trong cái giờ phút này, không có mong cầu gì hết, tại vì có mặt ở đó với sự sống, tiếp xúc với không gian vô cùng, thời gian vô tận. Ở trong cái giây phút đó là cái mục đích của mình rồi. Ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Đây là sự thực tập và vô nguyện, vô đắc. Ngồi thiền chính nó là một cái rất đẹp rồi. Ngồi thiền để không có làm gì cả, ngồi thiền chỉ để ngồi thiền, giống như là ăn cơm là để ăn cơm thôi, hay là uống trà là để uống trà thôi, nhìn trời để nhìn trời thôi, ngồi thiền là để ngồi thiền thôi. Và mình phải đạt tới cái hạnh phúc tuyệt đối khi mà mình ngồi thiền. Mình ngồi mà mình thành Phật liền trong cái giây phút đó, gọi là đốn ngộ. Ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cội nào cũng bồ đề, tòa nào cũng đa bảo. Ngồi đâu cũng là ngồi trên cái sư tử tòa của Bụt Đa Bảo ở trong kinh Pháp Hoa. Ngồi ở đâu thì chỗ đó là cội bồ đề, và giây phút nào mình cũng thành đạo. Chúng ta nên biết giác ngộ là cái gì. Giác ngộ là luôn luôn giác ngộ về một cái gì, và những cái giác ngộ đó chúng ta có thể đạt tới nhiều lần trong một ngày, mà cái thấy nó có thể tới với ta như một lần chớp giật, như là cái chuyện giận nhau trong tịch môn. Mình giận người kia, tại sao có pháp môn mình không có dùng, mình nhắm mắt lại mình thở, giận nhau trong tịch môn, nhắm mắt nhìn mãi sau, trong 300 năm nữa em đâu và tôi đâu, chỉ cần 10 năm nữa thôi, không cần 300 năm nữa, 10 năm nữa thì mình đã khác. 10 năm nữa đôi khi mình thành sư bà rồi, rồi mình thành sư cụ rồi, và mình đâu có được như thế này nữa. Và tại sao bây giờ cái giờ phút này mà nó quý giá như thế này, mà mình lại dùng cái giờ phút đó để mà giận nhau thì rất là uổng. Mà chúng ta biết rằng giận nhau và cũng tại vì thương nhau, vì thương nhau cho nên mới giận nhau, mà vì giận nhau cho nên phá hư hết, hư bột hư đường hết. Cho nên là chỉ cần một cái thấy thôi, chỉ cần nhìn rộng ra một chút thôi trong không gian và trong thời gian, thì mới thấy là uổng, uổng cái giây phút hiện thời. Có những người không bao giờ có khả năng sống trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây, để mà tận hưởng những cái gì đang có mặt. Những người đang đi vòng quanh để đi tìm cái hạnh phúc thì những người đó nên ngồi lại
nên đứng lại, nên thở và nên thấy rằng cái hạnh phúc nó có rồi, nó có thật rồi, nhưng mà tại vì mình không có tiếp nhận nó mà thôi. Trong khi đi tiểu, tại sao mình phải suy nghĩ đến chuyện khác? Tại vì chính cái chuyện đi tiểu nó cũng là rất mầu nhiệm. Đi tiểu trong bản môn đối trao nào kỳ diệu. Nếu có thể thì mình đi tiểu ở ngoài thiên nhiên. Đây là một cái exchange, một cái trao đổi rất là mầu nhiệm. Mình đang tiếp nhận vào nước và mình đang trả lại nước. Và cái nước mình muốn tiếp nhận nó cần phải như thế này, nhưng mà cái nước của các cây nó muốn tiếp nhận nó có thể là khác. Không dơ cũng không sạch, không bớt cũng không thêm. Bát nhã ba la mật không có pháp nào trên. Và khi mình đi cầu cũng vậy, đó là một sự đối trao. Mình không có cần cái chất đó, nhưng mà vũ trụ vạn hữu nó đang cần cái chất đó. Và vũ trụ vạn hữu không cần chất đó, nhưng mà mình đang cần chất đó. Thì trong khi đi tiểu là mình có thể an trú trong giây phút hiện tại mà thấy rằng mình đang làm công việc đổi trao rất là mầu nhiệm. Ăn cơm, ăn cơm nơi Tích Môn nuôi sống cả tổ tiên. Đây là một thực tập rất hay. Trong khi mình ăn, mình thấy mình đang nuôi cả cha, cả mẹ, cả ông, cả bà. Tại vì cha mẹ ông bà có mặt ở trong cái giây phút này. Và một muỗng cơm mình nhai là mình nhai cho cả ông bà và cả con cháu nữa. Và lúc đó là mình đang thực tập vô ngã. Tại vì giáo lý vô ngã là giáo lý mầu nhiệm vô cùng. Giáo lý vô ngã là một giáo lý mà mới nghe thì người ta không thể nào hiểu được, nhưng mà càng thực tập thì càng thấy đó là giáo lý mầu nhiệm nhất ở trong đạo Phật. Tại vì khi mình ăn cơm, không phải mình ăn đâu nhé, khi mình ăn cơm là mình ăn cho tổ tiên, cho dòng họ, cho vũ trụ và cho các con cháu. Và mình vượt khỏi cái ý niệm về ta, mình đang nuôi cái dòng họ và mình phải nuôi cho thật đàng hoàng. Khi mình đút thức ăn cho baby thì mình biết rằng nên cho baby ăn như thế nào để nó có sức khỏe, để nó đừng đau, đừng ốm. Thì khi mình ăn cho mình cũng vậy, mình đang nuôi sống tổ tiên, nuôi sống tương lai. Chỉ cần ăn thôi là đã có thể có tương lai. Ăn cơm nơi Tích Môn nuôi sống cả tổ tiên, mở đường cho con cháu cùng tìm hướng đi lên. Ăn cơm nơi Tích Môn nhai đều như nhịp thở, nhiệm màu ta nuôi nhau, từ bi nguyện cứu độ. Cái bài kệ này nó có một cái lịch sử mà hôm nay tôi có cơ hội để mà chia sẻ với quý vị. Ăn cơm nơi Tích Môn nhai đều như nhịp thở. Mỗi tuần chúng ta có hai buổi ăn cơm có tính cách nghi lễ, chúng ta ngồi chung, chúng ta quán niệm. Nhưng mà nghi lễ nhiều quá thì không có tốt. Cho nên chúng ta tìm cách sống để có cái thực chất của nghi lễ mà không cần phải có cái hình thái của nghi lễ. Vì vậy cho nên bữa ăn nào chúng ta cũng phải ăn trong chánh niệm. Chúng ta phải có hạnh phúc, phải có an lạc, phải có tuệ giác ngay trong khi ăn. Ăn cơm nơi Tích Môn, nhai đều như nhịp thở, nhiệm màu, ta nuôi nhau. Tại vì nếu vũ trụ đang nuôi mình, thì mình cũng đang nuôi vũ trụ. Cái câu nhiệm màu trong ta nuôi nhau, cái nguyên tắc của nó là nghẹn ngào ta nuôi nhau. Tại vì chúng ta là chúng sanh, chúng ta ăn nhau. Mà không ăn thì không được, mà chúng ta phải ăn nhau. We have to eat each other. Chúng ta nhìn vào trong cuộc đời, chúng ta thấy như vậy đó. Chúng sanh đang ăn nhau, bắt buộc phải ăn nhau để mà sống. Con cọp nó phải ăn con nai, con cá lớn nó phải ăn con cá nhỏ. Và chúng ta phải ăn thịt, chúng ta phải
ăn rau. May mắn thay, chúng ta được ăn chay, thành ra chúng ta tránh được cái ăn thịt, nhưng mà chúng ta phải ăn nhau. Và vì vậy cho nên cái chữ nó ra từ trong trái tim thầy là nghẹn ngào ta nuôi nhau. Từ bi nguyện cứu độ, cho nên ăn mà hai hàng nước mắt, hai dòng nước mắt nó chảy xuống. Vì vậy cho nên phát sinh ra tâm từ bi nguyện cứu độ. Nhưng mà thầy thấy nó nặng quá đối với những người mới tu tập, thành ra thầy sửa lại cái chữ nghẹn ngào là chữ nhiệm màu, tại nó cũng là nhiệm màu thật. Ăn như thế nào để cho trong lòng nó có cái chất liệu từ bi nó ứa ra. Rồi hôm nay nói sự thật, và cái chữ đầu nó ra là chữ nghẹn ngào. Nhưng mà đối với đại đa số thì họ chưa chấp nhận được. Vì vậy cho nên là sửa chữ nghẹn ngào làm sự nhiệm màu. Đứng về phương diện nghi lễ thì xin nhắc cho đại chúng là chúng ta đừng có, đối với các bạn mới tới thì chúng ta đừng có đưa họ, bắt họ đi qua nghi lễ quá nhiều trong những buổi thiền tra, trong những buổi làm mới. Thì chúng ta cho họ cái tối thiểu của nghi lễ mà thôi. Chúng ta phải hiểu được họ. Đối với chúng ta cái nghi lễ nó không còn là nghi lễ mà là sự thực tập. Và khi mà chúng ta lạy xuống là chúng ta thực tập yoga. Và không có một đấng linh thiêng nào mà chúng ta cầu khẩn hết. Nhưng mà các bạn mới tới họ không biết được chuyện đó. Họ tưởng là chúng ta đang quỳ lạy cầu xin. Và họ đã đau khổ trong cái truyền thống của họ rồi. Và họ tới đây họ tưởng là họ bị đút vào trong cái khuôn đó nữa, thành họ rất đau khổ. Cho nên có những cái buổi thiền trà mà thầy chỉ dâng hương vắn tắt bằng một bài thơ, rồi thầy chỉ sướng danh hiệu của một vị bụt và thầy xá thôi, rồi ngồi xuống và người ta cảm thấy rất thoải mái. Còn nếu mà thiền trà thì mình lại từ bụt Thích Ca cho đến Đức Địa Tạng, rồi qua các thời đại, các vị tổ sư, thì e là hơi nhiều quá đối với những người họ mới tới với mình. Thành ra xin đại chúng quan chiếu, châm chước bớt nghi lễ trong những cái sinh hoạt mà có những người bạn mới tới với mình. Điều này là do từ bi mà ra. Rồi sau khi các vị đó mà họ đã biết được cái thực chất của nghi lễ mình, mà không phải là nghi lễ mà chỉ là sự thực tập, thì họ biết được cái ba giá trị của ba cái lạy, năm cái lạy, và họ biết lạy này không phải là nhắm tới đối tượng của một vị thần linh mà chẳng qua chỉ là sự thực tập yoga, thì lúc đó họ sẽ chấp nhận một cách dễ dàng. Nhưng mà khi họ mới tới, họ rất đau khổ khi họ nghĩ rằng chúng ta đang bị kẹt vào ở trong lễ nghi. Pháp đàm trong bản môn: ta nhìn ngươi mỉm cười, ngươi chính là ta đó, nghe cũng là nói rồi. Trong khi mà ngồi pháp đàm, dù ta là người nói hay dù ta là người nghe, thì chúng ta cũng là một với nhau. Cái người kia chính là mình. Mình chính là người kia. Mình là người ngỏ nói, nhưng mà đồng thời mình cũng là người nghe. Tại vì nói hay nghe cũng là để quan chiếu, cũng là để tư tập những hạt giống tốt đẹp. Người kia nói cái điều đúng thì nó cũng có hay, mà người kia nói cái điều chưa đúng thì nó cũng vẫn hay như thường. Ăn thua là ta có sự có mặt của quan chiếu ở trong ta. Mà khi mà chúng ta có cái sự quan chiếu ở trong ta, thì người kia nói đúng cũng tốt, người kia nói chưa đúng thì cũng tốt, không cần phải cãi. Là tại vì ăn thua là ta coi lại cái tuệ giác ở trong này. Và chúng ta nuôi lớn cái tuệ giác không phải là chỉ bằng nghe, chỉ bằng cách nghe những cái đúng, mà đôi khi chỉ nghe bằng cách nghe những cái chưa đúng. Thì tự nhiên ở trong này cái đúng của chúng ta nó sáng lên.
Và đôi khi chúng ta có thể học được từ cái người mà đang nói không có đúng, tại vì có những lý do gì đó, có những cái bối cảnh nào đó khiến cho người nó thấy như vậy và nói như vậy. Và trong khi nghe chúng ta cũng quán chiếu được, và chúng ta là người đó. Nói pháp trong bản môn, ta nhìn ngươi mỉm cười, ngươi chính là ta đó, nghe cũng là nói rồi. Đi chơi chốn bản môn, tay ta nắm tay người, ngàn xưa và ngàn sau cùng về chung một lối. Người ở đây tức là Bụt. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta đi chơi, đi thiền hành là đi chơi chứ gì nữa. Thì khi mà chúng ta đi chơi như vậy thì chúng ta nói rằng là không có nên đi bằng cái đầu. Đi chơi nơi bản môn xin đi bằng hai chân, xin đừng đi bằng đầu. Đi bằng đầu sẽ lạc, tức là cái đầu mình nó suy nghĩ. Và trong khi mà mình suy nghĩ thì đi thiền hành là bỏ rồi. Hãy đi bằng hai chân. Đi chơi chốn bản môn nên đi bằng hai chân, xin đừng đi bằng đầu. Đi bằng đầu sẽ là đi chơi chốn bản môn, tay ta nắm tay người. Người đây là Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có ở trong lòng chúng ta. Nếu chúng ta muốn, không muốn thì thôi, nhưng mà muốn thì là đi chơi với Bụt, cầm tay Bụt mà đi. Người bạn của mình đang đi với mình cũng là Bụt. Và cái hạnh phúc nó có thể tràn trề. Thành ra ở làng Mai chúng ta có những phương pháp thực tập gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ không phải là cái gì quá khó hiểu. Đốn ngộ là giác ngộ liền lập tức. Mà giác ngộ liền lập tức thì có hạnh phúc và có giải thoát liền lập tức. Giải thoát khỏi cái đau, giải thoát khỏi cái buồn. Có một hôm đó thầy nói với sứ em Phúc Niêm là con hãy thử giả định là cái hình hài của con chỉ là một cái nhà con thuê thôi, thì con thấy như thế nào? Một cái nhà hay là cái apartment mà mình thuê để mình ở? Và trong kinh có nói là thân này không phải là tôi. Có thể là thân này chỉ là một cái nhà để mình thuê thôi, và sau này có thể là mình trả cái nhà này, mình thuê cái nhà khác, và mình đừng có đồng nhất mình với là cái nhà. Có nhiều người rất là hạnh diện với cái nhà của mình. Nhà tôi đẹp quá, nhà tôi chắc lắm, có thể đứng vững cả 100 năm. Mà có người nói nhà tôi nó rệu rồi, chỉ vài năm nữa chắc là tiêu luôn. Vì vậy cho nên quán chiếu để thấy rằng cái nhà không phải là mình. Có nhiều người họ mất cái nhà họ tự tử luôn, tại vì họ nghĩ lầm rằng họ là cái nhà đó. Thì nếu mình không phải là cái thân của mình thì mình là cái gì? Ngoài cái sắc ra thì còn cái thọ tưởng hành thức. Nếu mà mình không phải là cái sắc thì là mình thọ, là thọ hay là tưởng hay là hành hay là thức? Đó là câu hỏi đặt ra cho mọi người. Nhưng mà có một điều, chúng ta sẽ đi từ từ và chúng ta sẽ quán chiếu về cái điểm này trong bài pháp thoại ngày Chủ nhật. Ngày pháp thoại ngày Chủ nhật thầy sẽ nói bằng tiếng Anh. Nhưng hôm nay để hiến cho quý vị một vài cái hương vị của cái bài pháp thoại đó, coi như là aperitif. Mình cứ tưởng rằng là trong cái nhà mình thuê đó nó chỉ có một người ở. Có một người ở hay là có hai người ở? Hay là có nhiều người hơn? Cái cảm nhận thông thường của chúng ta là trong cái nhà đó có một người ở, đó là ta. Nhưng mà quán chiếu lại thì thấy ý niệm đó rất là sâu.
trong một cái mái nhà tranh nó có một trái tim vàng, đôi khi nó có hai trái tim vàng. Và ta nghĩ rằng là nếu mà cái nhà tranh đó nó cháy thì vẫn còn trái tim vàng hoặc là hai trái tim vàng. Nhưng mà không. Cái ý niệm về một cần phải lấy ra. Tại vì ở trong cái nhà này không phải có một. Một đó tức là cái ngã. Chúng ta đã từng được dạy dỗ, đã từng thực tập rằng là tất cả tổ tiên của chúng ta đang có mặt trong ta. Không những tất cả tổ tiên của chúng ta đang có mặt trong ta, mà tất cả con cháu của ta đều đã có mặt trong ta rồi, dưới một hình thái nào đó. Khi mà quý vị nhìn cây chanh mùa đông thì quý vị chưa thấy hoa chanh, cũng chưa thấy trái chanh, nhưng mà hoa chanh và trái chanh đã có sẵn ở trong đó một cách nào đó. Nó chưa biểu thôi, biểu hiện thôi, nhưng mà nó có trong đó. Thì trong quý vị đã có con cháu rồi, con cháu tâm linh hay là con cháu huyết thống, nó đã có rồi và chỉ chờ những cái nhân duyên để nó phát hiện ra thôi. Và trong cái cơ thể của chúng ta cũng như là trong cái tâm hồn của chúng ta, nó đang tồn tại tất cả cái dòng họ huyết thống và tâm linh của chúng ta. Thành chúng ta đừng có tưởng rằng là ở trong cái nhà chúng ta thuê nó có một mình ta. Không, một mình ta không bao giờ có thể có được. Cái mà gọi là ta là không thể nào có được một mình. Cũng như là nhìn vào cái hoa thì mình thấy rằng có mặt trời, có đám mây, có đại địa, có đủ hết ở trong đó. Đừng có tưởng là có một cái hoa ở trong đó không. Cái hoa đó làm gì có nếu không có tất cả những cái đó. Vậy thì trong ta có tất cả những cái yếu tố không ta. Trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thầy, buộc trong ta hết. Và khi mà chúng ta làm cái gì là tất cả các vị cùng làm chung với ta hết. Khi ta mỉm cười một cái thì buộc trong ta mỉm cười, ông ngoại cũng mỉm cười, ông cố cũng mỉm cười, mẹ cũng mỉm cười, cha cũng mỉm cười hết. Chúng ta phải học để mà thấy như vậy. Khi mà quý vị nhìn thầy thì quý vị đừng nghĩ rằng có một cái ta đang ngồi trước quý vị. Không, đây không phải là cái ta biệt lập ngồi quý vị. Đây là cả một cái dòng sinh mệnh tâm linh và huyết thống. Đây không phải là một người. Và khi quý vị đang ngồi đó và nhìn lên thì quý vị đừng có nghĩ rằng quý vị đang ngồi đó với tư cách của một con người, một cá nhân. Không, quý vị đang ngồi đó với tư cách của một dòng hiện hữu. Tất cả các vị tổ tiên, tâm linh, huyết thống, tất cả tương lai đều đang ngồi đó để nhìn lên. Phải thực tập như vậy, phải thấy được như vậy. Và vì vậy cho nên cái ảo tưởng rằng có một trái tim, dù là trái tim vàng, nó ở trong cái túp lều tranh đó là nó sai, sai, sai lầm vô cùng. Ta không phải là ta. Ta là tất cả. Và vì vậy cho nên ta mới là ta. Phải thấy như vậy. Thành ra khi mà thầy nhìn từng vị ở đây thì thầy quán chiếu để thầy thấy như vậy. Chứ thầy không có thấy một cái cá nhân để thương, để ghét. Mà thầy thấy cái thực tại nhiệm màu ở trong đó. Mỗi vị là một cái dòng sinh mệnh rất là màu nhiệm, rất là quý giá. Và ở đây chúng ta có cơ hội để thực tập như vậy. Khi chúng ta thấy một sư chị, khi ta thấy một sư anh, khi ta thấy một sư em, chúng ta hãy tập quán chiếu để thấy sư chị không phải là sư chị, sư anh không phải là sư anh, sư em không phải là sư anh, mà là cái gì vĩ đại hơn nhiều, mà vì cái vô minh mà ta không có thấy đó thôi. Khi sư chú chắp tay lại, thầy hơi nhức đầu, thầy nói con xoa cái đầu cho thầy, thì sư chú chắp tay lại và sư chú đưa hai cái bàn tay này lên để mà xoa cái đầu cho thầy, thì thầy quán chiếu, thầy nói đây không phải là một sư chú và cái đầu này không phải là cái đầu của thầy.
Có lần thầy nói với một sư chú là cái đầu mà con đang xoa đó là bình bát của Bụt đó, là cái bình bát của Bụt mà con đang cầm trong tay. Và trong khi đó thì thầy quán chiếu, thầy thấy hai bàn tay này là hai bàn tay của bao nhiêu thế hệ tổ tiên đang xoa bóp cái đầu cho thầy. Và thầy thấy có một sự mầu nhiệm nó xảy ra. Thầy không phải là thầy, sư chú không phải là sư chú, mà cái thấy rất là sâu, cái thấy rất là sáng. Và trong thầy có một cái sự kính ngưỡng rất lớn. Không phải là khi sư chú xoa cái đầu của thầy, sư chú chắp tay lại mà có sự kính ngưỡng. Khi mà cái đầu của thầy đang được xoa thì trong trái tim của thầy có một sự kính ngưỡng. Tại vì cái người xoa bóp cho thầy không phải là một vị sa di, không phải là một vị sa di ni, mà là một vị Bụt. Rất là nhiệm màu. Và khi mình biết nhìn như vậy rồi thì cái thái độ của mình hoàn toàn nó thay đổi hẳn. Cũng như khi thầy nói với sư anh Ngân Hải, nghệ thuật làm trụ trì, về nghệ thuật làm trụ trì. Khi mình nhìn một sư em, mình phải thấy đó không phải là sư em, có thể thấy đó là một vị đạo sư của tương lai. Sư em bây giờ có thể hơi lòng biếng, sư em có thể bây giờ có thể là hơi cứng đầu, nhưng mà trong chúng ta ai mà không có một chút chất liệu của sự lòng biếng, của sự cứng đầu. Và nếu những cái điều kiện thuận lợi thì sư em đó ngày mai sẽ là một vị đạo sư lớn cho thế giới, và phải nhìn thấy như vậy mới được. Cái thiền đường của mình nó nhỏ xíu, nó không có đẹp đẽ, nhưng mà đừng khinh thường cái thiền đường đó. Tại có thể từ thiền đó, đường đó đi ra sẽ là những vị giáo giáo thọ có khả năng chuyển hóa được những khổ đau của hàng ngàn người, hàng trăm ngàn người. Bởi vì vậy cho nên đừng có nhìn thấy cái thiền đường đó là cái thiền đường đó. Đó có thể là cái sư tử tòa của Bụt Đa Bảo. Và vì vậy cho nên một vị trụ trì phải tập để có một cái con mắt của tuệ giác. Và khi mà thấy như vậy rồi thì thấy tất cả những cái gì nó xoay quanh mình, nó bao quanh mình đều là mầu nhiệm. Và với cái sự cung kính như vậy, mình có thể trân quý được tất cả những cái hình thái, những cái biểu hiện xung quanh mình, và tất cả đều trở thành mầu nhiệm. Và như vậy mình làm cho tất cả lớn lên một cách rất là màu trắng. Những cái điều này chúng ta đừng có để cho chúng nó nằm ở trong phạm vi của giáo thuyết, của lý thuyết. Chúng ta phải đem thực tập, chúng ta phải thực tập nhìn nhau, chúng ta phải thực tập tiếp xúc với nhau như những là những như những cái biểu tượng, những cái biểu hiện màu nhiệm của pháp thân. Và vì vậy cho nên cái mà chúng ta gọi là đốn ngộ, nó không phải là một cái ý niệm, là một cái có thật. Nếu chúng ta có cái tuệ giác về vô ngã và về tương tức thì tự nhiên cái tuệ giác đó tới, nó tháo chúng ta ra khỏi cái giận, cái buồn, cái si mê, cái ganh tị liền lập tức trong giây phút này. Quý vị thường nghe cái danh từ đốn ngộ, đốn ngộ là như vậy, là cái sự giác ngộ cấp tốc tức thời có thể tới. Và cái sự giác ngộ này là sự thực tập.